biết sao bây giờ, nói hoặc không nói, hoặc nên nói, chẳng biết phải làm sao. Nói sợ anh biết mà không nói, anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nói hoặc không nói, hoặc nên nói, em cứ nghĩ suy hoài, cứ sợ anh biết, chẳng ta biết, xanh lá ngay tình em. Nói hoặc không nói, hoặc không nói, anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn.